Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 4 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập tiếp theo, đó là dạng bài số 6, là dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật. Trong dạng bài số 6 này thì chúng ta cũng sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên sẽ là phần phạm vi áp dụng, phần thứ hai là trường hợp áp dụng và phần thứ ba là hiểu biết của em. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng phần một. Đầu tiên sẽ là phạm vi áp dụng. Vậy thì với dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật thì chúng ta sẽ áp dụng cho các tuần học, đó là tuần 19, tuần 20, tuần 21 và tuần 27. Như vậy chúng ta sẽ có 4 tuần học áp dụng dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là trường hợp áp dụng. Trường hợp áp dụng này thì sẽ giúp cho các em biết được là khi nào chúng ta sẽ sử dụng dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật. Trong trường hợp áp dụng này thì cô sẽ có đoạn hội thoại giữa hai bạn nhỏ như sau. Tớ rất yêu mẹ của mình. Cậu đã làm gì để biểu lộ tình cảm với mẹ? Tớ đã giúp mẹ làm việc nhà và chăm chỉ học tập để mẹ vui lòng. Như vậy, các em thấy là ở trong đoạn hội thoại này là hai bạn nhỏ đang thể hiện tình cảm của mình dành cho người mẹ. Một bạn nhỏ đã nói rằng là mình rất là yêu mẹ của mình. Và người bạn đã hỏi rằng, vậy thì cậu đã làm gì để biểu lộ tình cảm với mẹ của mình? Đó là mình đã giúp mẹ làm việc nhà này và chăm chỉ học tập để mẹ vui lòng. Như vậy là cái cách mà bạn nhỏ đã thể hiện tình cảm dành cho người mẹ của mình. Như vậy các em lưu ý là với dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật, thường thì chúng ta hay nói là tớ rất là yêu mẹ của mình này, hay là tớ rất là thích mẹ của mình này, hay là tớ rất là yêu quý bạn An là người bạn thân của tớ này. Tức là với dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật là trong câu văn chúng ta sẽ sử dụng các từ ngữ thể hiện tình cảm như là từ yêu này, từ thích này, từ quý mến này, từ trân trọng này. Và cái việc mà chúng ta yêu thích một ai đó thì sẽ được thể hiện như thế nào, các em sẽ bộc lộ ra như thế nào. Đó là ví dụ như là em rất là yêu mẹ của mình, vậy thì em thể hiện cái tình cảm đó như thế nào? Đó là em thường giúp đỡ của mẹ làm, em thường giúp đỡ mẹ làm việc nhà này, chăm chỉ học tập để mẹ cảm thấy rất là vui lòng. Tiếp theo, qua đoạn hội thoại này thì các em sẽ hiểu hơn về dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người. Tức là chúng ta sẽ nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật nào đó. Và chúng ta thường sẽ có một cái câu văn để nêu cảm xúc, đó là tớ rất là yêu mẹ của tớ này, hay là tớ rất là yêu quý bạn An, người bạn thân của tớ này, hay là tớ rất là quý mến bạn An, người bạn thân của tớ. Tức nghĩa là trong cái câu văn đấy chúng ta sẽ sử dụng các từ ngữ thể hiện bộc lộ tình cảm, cảm xúc là từ yêu, từ thích, từ quý mến, từ trân trọng. Và khi mà chúng ta thể hiện tình cảm, cảm xúc với một ai đó thì chúng ta cần phải biểu lộ nó thông qua hành động. Vậy thì việc yêu thích, vật quý mến, việc trân trọng đấy thì sẽ được biểu lộ tình cảm như thế nào, được biểu lộ qua hành động gì? Thì đấy là cái cách mà chúng ta nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần hiểu biết của em. Dựa vào bức tranh trên, em hiểu như thế nào là nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật? Em hãy đánh dấu tích và đáp án đúng. Đáp án số 1 là giới thiệu về một người, một nhân vật mà em yêu thích. Đáp án số 2 là nêu được tình cảm, cảm xúc của em về một người, một nhân vật. Đáp án số 3 là kể lại câu chuyện của một người, một nhân vật mà em yêu thích. Đáp án số 4 là nêu được cách biểu lộ em có tình cảm, cảm xúc đối với một người, một nhân vật. Đầu tiên là giới thiệu về một người, một nhân vật mà em yêu thích. Các em thấy ở trong câu văn có cụm từ là giới thiệu. Giới thiệu ở đây thì chắc chắn sẽ không phải là dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc rồi. Giới thiệu chúng ta sẽ có riêng một cái dạng văn, đó là dạng văn giới thiệu. Như vậy là câu đầu tiên không phải là dạng văn, ý của dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc. Tiếp theo là nêu được tình cảm, cảm xúc của em về một người, một vận nhân vật. Vậy thì dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc thì chắc chắn là chúng ta cần phải nêu được tình cảm, cảm xúc của mình về một người, một nhân vật nào đó. Ví dụ như là em rất là yêu quý mẹ của em này, em rất là thích mẹ của em này, thì những từ yêu quý, từ thích là những cái từ ngữ để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của em về người mẹ của mình. Như vậy thì dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật đó là chúng ta cần phải nêu được tình cảm, cảm xúc của em về một người, một nhân vật nào đó. Các em sẽ đánh dấu tích vào ý số 2. Ý số 3 là kể lại câu chuyện của một người, một nhân vật mà em yêu thích. Ở trong câu văn này có từ kể. Từ kể ở đây thì chúng ta cũng có riêng một dạng văn, đó là dạng văn kể. Như vậy thì ý số 3 không phải là dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc các em nhé.
Ý số 4 là nêu được cách biểu lộ em có tình cảm, cảm xúc với một người, một nhân vật nào đó. Vậy thì khi chúng ta đã bộc lộ được tình cảm, cảm xúc với một người, một nhân vật nào đấy rồi thì chúng ta cần phải thể hiện, nghĩa là chúng ta cần phải bộc lộ những cái biểu hiện mà em có tình cảm, cảm xúc đối với một người, một nhân vật nào đấy. Ví dụ như là bạn nhỏ nói là bạn nhỏ rất là yêu quý mẹ của mình. Vậy thì cái việc mà bạn nhỏ yêu quý với mẹ của mình được thể hiện qua hành động nào? Đó là bạn nhỏ thì rất là chăm chỉ làm việc nhà giúp mẹ này, và chăm chỉ học tập thật là giỏi để làm cho mẹ vui lòng. Thì đấy là cái cách mà bạn nhỏ biểu lộ tình cảm, cảm xúc của mình dành cho người mẹ. Thế như vậy thì ở trong dạng bài số 6 này thì các em cần phải nhớ. Điều thứ nhất là các em cần nhớ là với dạng bài nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật thì chúng ta sẽ áp dụng cho 4 tuần học. Đó là tuần 19, tuần 20, tuần 21 và tuần 27. Tiếp theo là chúng ta cần phải nhớ được thế nào là dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật. Dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật đó là các em sẽ nêu được tình cảm, cảm xúc của em về một người, một nhân vật đó. Và chúng ta nêu được cái cách mà chúng ta biểu lộ tình cảm, cảm xúc đối với một người, một nhân vật đó. Thì đấy là dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong dạng bài số 6 rồi. Thông qua dạng bài số 6 thì em cần phải hiểu được là dạng văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người, một nhân vật là như thế nào, và cái cách mà chúng ta biểu lộ tình cảm, cảm xúc đối với người đó như thế nào. Thì chúng ta cũng sẽ nhớ ôn luyện lại kiến thức trong dạng bài số 6 này để chúng ta áp dụng vào các tuần học tuần 19, tuần 20, tuần 21 và tuần 27 sắp tới các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được dạng bài số 6 rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.